qua đi đó. Dạ. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Đây là một bức tranh em được, nó được xếp từ những hạt gạo. Em hy vọng rằng cái người nhận bức tranh này cũng làm việc gì cũng có sự kiên nhẫn. Em tặng anh. Anh gặp em anh thấy em sao? Không nghĩ ra. Thì có giống như anh tưởng tượng không? Được gì xin về dễ thương thì có. Mà cũng nói thật à, thấy em nói thật. Anh thấy em có nói nhiều không? Nếu mà anh ít nói vậy, anh có ngại người nói nhiều không? Suốt ngày lải nhải ở lỗ tai anh có bực bội không? Nói nhiều cũng được mà nói đúng đúng chuyện, đúng về những gì họ nói. Nói nhiều đừng nói nhảm đúng không? Dạ, nói đúng, đúng. Anh làm thời gian như vậy anh về anh có mệt không? Anh có cảm thấy là mình vất vả quá không? Thời gian thì có mệt rồi đấy. Buông ra ngủ liền. Ngủ liền luôn dạ. Vậy mà lúc em mà lỡ gọi điện khuya và nhắn tin cho anh rồi anh có bực không, anh có quạo không? Không. Hai bé này rất thực tế luôn. Nếu mà em nhắn tin thì anh hay thì em sẽ trả lời, còn dạ, không thì nằm ngủ luôn. Rồi ngủ dậy anh có nhắn tin trả lời lại cho em không? Em chỉ sợ là anh có lúc anh thiếu ngủ mà anh công việc anh làm tài xế á. Với lại lúc nãy anh nói là anh không có tập trung công việc, mà cái công việc tài xế đôi lúc anh lái xe anh phải tập trung cao chứ. Do chạy từ nhỏ lớn rồi mình nhìn đường rất hay. Mời anh ta giới thiệu về mình. Dạ, em chào chương trình, chào anh Nguyên Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị. Em bác, tên là Trần Công Hồ, sinh năm 1987. Nghề nghiệp của em là lái xe. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Rồi và em chào bạn trai bên kia. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 31 tuổi ạ. Em lái xe là, em lái xe du lịch hay lái xe tải hay lái xe container? Em lái công, mà nói chung thì xe nào em cũng lái được. Em ở quận mấy? Vậy hả, em đi làm từ lúc mấy giờ? Công việc của em hiện tại thì bây giờ trước sáng thì 3 giờ em dậy em làm bơ bo, đến 8 giờ thì nghỉ, có 9 giờ thì em mới lái xe chị. Vậy đó. 3 giờ làm bơ bo là làm gì? Nuôi cá kiển, bơ bo cho cá kiển, thức ăn cho cá kiển. Như vậy có nghĩa là bạn làm nhiều nghề đúng không? Dạ. Chưa gì thấy cưng rồi ha. Dạ. Rồi em gái cho đàn trai biết về ưu điểm và khuyết điểm đi em. Ưu điểm của em nhận thấy em là một người có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, biết lắng nghe. Em là giáo viên mầm non chị. Ở đâu? Dạ, em ở Bình Chánh chị. Khuyết điểm của em á là em hơi cố chấp, với lại em hay quên chị, quên những chuyện nhỏ nhặt. Còn bạn ơi, bạn nói về mình chút xíu đi bạn trai. Dạ, cánh ít nói lại tập trung vào công việc thì nhiều. Em có mấy mối tình rồi Hồ? Dạ, một mối tình năm 2010. Quen mấy năm? 3 năm mấy. Tại sao lại chia tay? Cô ta không có nói thật. Các bạn đó nói dối em hả? Dạ, em điện thoại thì cô ta hay cắt máy. Với lại khi nào cần thì cô ta mới gọi cho em thôi. Vậy hả? Dạ. Chào em, hiện giờ cái thời gian biểu của em là như thế nào? Thường thì lái đến 4 giờ là xe cấm rồi. Còn lắm lúc thì kẹt hàng đi Bình Dương thì mình có thể về trễ 8, 9 giờ cũng có thì cũng 10 giờ cũng có. Rồi ngoài cái nghề đó em còn làm nghề gì nữa không? Nghề nào làm cũng được. Bây giờ có tiền nhiều chưa? Mua có rồi. Bây giờ có nhà chưa? Có nhà riêng rồi. Có nhà riêng luôn. Em mong cái người vợ của em sẽ như thế nào? Đơn giản, hèn, cái là không thích mà dạng mà ăn chơi quá. Không thích mà dạng cờ bạc hay mấy cực xấu mà không thích. Ừ, biết lo cho gia đình. Ôi, bà mối bà làm gì phỏng vấn đằng trai người ta mắc cỡ hỏi hoài vậy? Cứ nhìn bạn này tôi thương. Mối hồi dám bỏ chạy lắm á. Phải không em? Bộ em sợ chị lắm hả hay sao? Không. Chị ân cần quá mà. Không, thấy bao gối. Bao gối hả? Chào em gái, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng. Xích đây gia gì trưởng gì, hiền khô như cục bột vậy đó. Không thích đàn ông nổ hơn, em thích kiểu người khiêm tốn. Nói còn dám nói lấy gì nổ. Dạ. Không nổ rồi đó. Bây giờ là bạn đó bằng cái khẳng định là bạn có nhà rồi. Ừ. Có thể bật mí ngang nhiêu dài nhiêu không? Bề ngang 4, bề gài 13. Hỏa lòng mà mối chưa, nhà trai nhà 4 tấm đó. Ôi đó cơ chảnh. Cái người bạn trai của em muốn sao? Cái tính mà quan trọng nhất của em là phải chân thành.
Chân thành. Dạ, nghiêm túc. Có luôn. Thành thật. Thành thật. Dạ, dạ. Cá mà ta còn chăm sóc đừng nói chi con người. Chứ như anh với Hồng Dân mà nuôi cá là chuyên ăn sớm lắm. Hồi nào ông thôi tôi nuôi được. Dạ. Con gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, anh chị Hai và chị Tư ạ. Dạ, chào Quyền Linh và Hồng Dân. Dạ, chào nhà. Dạ, chào em đây. Với chào hỏi nhà trai. Qua những điều em nói á, thì anh thấy em là có những quan điểm hình như cũng giống anh cửa sổ dữ lắm. Bên đây là anh dạ anh rể. Anh rể. Em cho anh hỏi em thứ mấy trong gia đình? Em thứ 9. Còn em nữa không? Còn người em trai. À, bên đây thứ 10. Coi. Đúng. Hai nhà ngang nhau. Dạ. Em có biết uống rượu được không? Có lúc nhỏ có. Ờ vậy được, tại anh thứ 2 anh làm được 5-6 lon, còn thằng cột chèo thứ 4, thứ 6 thằng làm được mười mấy lon. Căng rồi chứ. Người ta nói trà tam rượu tứ, đây mới có 3, đợi em nữa là 4. Chịu nổi không? Rồi, cảm ơn. Em trai đi với ai? Đi với mẹ ruột cái là gì? Cũng đại gia đình luôn. Em xin chào anh Quyền Linh và em xin chào chị Hồng Dân. Dạ. Em là dì Út. Cháu này cũng dễ thương, cháu tôi rất là cũng hiền lành. Thật sự có sao là tôi nói y vậy. Ngoan, biết hiếu hạnh với cha mẹ, biết lo làm ăn, không có ăn chơi. Gia đình có mai mối gì cho bạn? Lo làm ăn không à? Lo mừng ăn không á? Lo kiếm tiền không à? Lo kiếm tiền để mua nhà. Thấy thì tôi cũng rất là ok. Ok. Hiền. À. Thấy cũng có nết na. Dạ, cảm ơn. Dạ. Gì? Mẹ có muốn nói gì không mẹ? Chị chị đâu, tôi chị đó thì giờ tôi cũng... Nhưng mà con trai là ở chung nhà với chị. À, ở bây chung. Giờ là con trai đang báo ở hiếu chung. Mẹ đó. Nghĩa là về làm dâu đúng không cô? Trời ơi, tôi không phải nói tôi nổ nè, chị tôi ha. Dễ, không có làm dâu con gì hết trơn á. Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Mở rào. Qua đi đó. Cô à. Dạ. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Đây là một bức tranh em được, nó được xếp từ những hạt gạo. Em hy vọng rằng cái người nhận bức tranh này cũng làm việc gì cũng có sự kiên nhẫn. Em tặng anh. Anh gặp em anh thấy em sao? Không nghĩ ra. Thì có giống như anh tưởng tượng không? Được gì? Xin về dễ hơn thì có, mà cũng nói thật. À, thấy em nói thật. Anh thấy em có nói nhiều không? Nếu mà anh ít nói vậy, anh có ngại người nói nhiều không? Suốt ngày lải nhải ở lỗ tai anh có bực bội không? Nói nhiều cũng được, mà nói đúng chuyện, đúng về những gì họ nói. Nói nhiều đừng nói nhảm đúng không? Dạ, nói đúng. Anh làm thời gian như vậy anh về anh có mệt không? Anh có cảm thấy là mình vất vả quá không? Gian thì có mệt rồi đấy. Buông ra ngủ liền. Ngủ liền luôn. Dạ. Vậy mà lúc em mà lỡ gọi điện khuya và nhắn tin cho anh rồi anh có bực không? Anh có quạo không? Không. Hai bé này rất thực tế luôn. Nếu mà em nhắn tin thì anh hay thì em sẽ trả lời, còn dạ. Không thì nằm ngủ luôn. Rồi ngủ dậy anh có nhắn tin trả lời lại cho em không? Em chỉ sợ là anh có lúc anh thiếu ngủ, mà anh công việc anh làm tài xế á, với lại lúc nãy anh nói là anh không có tập trung công việc, mà cái công việc tài xế thì lúc anh lái xe anh phải tập trung cao chứ. Do chạy từ nhỏ lớn rồi mình nhìn đường rất hay, không có lo về vấn đề chạy xe. Dạ. Anh có thường nói chuyện với gia đình không? Có, thì nói chuyện với mẹ nhiều nhất. Bây giờ nè, em đứng lên, tự tin hát cho thoải mái đi, họ nói chuyện nào, bắt đầu. Hát bài Nỗi Lòng Của Con. Hát đi cưng. Mẹ hiền ơi, quê nhà chở trong con về, vì nơi xứ người con phiêu bạc bản thân cho đời. Cần đêm mình con bận không nhớ mẹ nhớ cha, nước mắt chan cơm mẹ. Thôi. Có bài nào khác vui vui không? Tự nhiên gặp người yêu hát. Chạy xe ít của nghe nhạc. Thôi để hát bạn nữ đi. Em định đó là một chút em hát để em để tỏ tình với anh đó. Nhưng mà giờ anh đòi hát trước nên giờ em hát luôn. Tỏ luôn. Rồi cứ hát đi. Chủ động luôn, mạnh mẽ lên.
Baby, tell me how can I tell you that I love you more than life. When you touch me, I can touch you. To find out it's really true. I love to be loved, that I love to be loved by you. Nghe được câu không? Gì trong đó? Không hiểu. Có cái câu mà người ta quan trọng nhất. I love you. Câu đó là đủ rồi. Là gì? Anh yêu em. Vẫn quan trọng nhất là cảm xúc cho các bạn. Để tay vào nút bấm đi. Bấm nút là phải đi đến cùng luôn nha. Người ta đang rung lắm, người ta không có nghe mình nói gì đâu. Căng thẳng gì? Không có nghe mà, người ta không nghe mà, người ta lo cái nút bấm rồi. Nước mắt chăn cơm ha. Nhắm mắt lại. 3 2 1. Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi. Cái cặp này làm tôi hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài à. Nắm tay luôn đi. Nắm tay vô. Rồi. Xin phép hung nụ hôn đầu tiên đi. Xin phép ba cho con hung bạn. Hung bạn. Hung phải làm liền ha. Không. Hôn lại cái đi, hôn lại cái cho bạn có tinh thần đó nè. Trời ơi, nó kêu thấy chưa? Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot cơ nhiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Vita Dairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vita Dairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sơn Tông nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Cảm ơn.